có sự có mặt của Charlie Hướng ở đây thì những cái dịp thi đua như vậy nữa thì mong rằng trong những lần tới phong trào của chúng ta nó lớn mạnh hơn, mà nó không phải là một cái thi đua bỏ túi như em nói hôm nay. Qua đó cũng ghi nhận lại tất cả những đóng góp, cố gắng và đồng hành của các anh chị, rồi chồng con cùng cộng tác vào sự hình thành đi lên của Hội Cựu Huấn Trưởng chúng ta. Và nhất là cái cuộc thi đua vừa qua nó nằm trong chương trình chủ đề năm cũ, đó là niềm vui tình yêu gia đình. Xin cũng cảm ơn các anh chị cũng đã đồng hành, và cũng chúng con cũng rất là cảm ơn cha Linh Hướng cũng đã đồng hành với chúng con trong chủ đề niềm vui gia đình năm vừa qua. Và hôm giờ đây tôi xin nêu tên một số anh chị mà chúng con chọn lựa, không phải là tuyệt đối, không phải là tất cả, nhưng mà những cái tên đó cũng nói lên được chúng con một cũng đã cố gắng hy sinh, cố gắng đồng hành với chúng con rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Giờ đây con xin đọc tên, và khi đọc tên tới anh chị nào xin các anh chị bước lên, rồi chúng con cũng nhờ cha Tinh Hướng trao phần thưởng khích lệ cho tưởng đó. Nhóm 2, xin mời anh Đinh Viết Thắng, chị Nguyễn Thị Nhi. Đinh Viết Thắng, xin lỗi. Em đọc hết luôn nha. Nhóm 3, có chị Bùi Thị Thoa. Xin chị Thoa bước lên. Nhóm 4, chị Trần Thị Thanh Thủy, chị Đinh Thị Nhàn, chị Vũ Thị Kim Oanh, rồi chị Nguyên thì hôm nay mình có mặt không ạ? Không, chị bên ngoài. Hai mình là khác rồi. Nhóm 4 có 4 người nè. Rồi nhóm 5 có anh Nguyễn Thông Ngai, anh Vũ Thị Nguyệt Anh. Chị Hạnh có mặt đây không ạ? Anh Ngai hỏi tôi thấy ở đây. Xin mời chúng ta bước vào vòng tròn đi ạ. Nhóm 7 có anh mà nhóm 7 để sau nha, nhóm 7 để sau có đặc biệt hơn. Nhóm 8 có chị Đinh Thị Huệ. Có mặt đây không? Nhóm 9 có anh Nguyễn Đình Liêm, anh Nguyễn Bạc Phúc. Nhóm 10 có anh Minh Huỳnh Đăng Khoa. Chúng con xin kính mời cha Linh Hướng xin các anh chị cho các anh chị cũng giờ được món quà một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Hy vọng rằng những món quà nhỏ mà ban điều hành gửi đến cho các anh chị, thế không phải là gì đó lớn lao lắm, nhưng mà nó là một cái gì đó kích lệ tinh thần nhỏ, để rồi các anh chị cũng sẽ là cái người tiên phong, và cũng là những người mà làm gương để cho các anh chị khác, chúng ta cũng động viên các anh chị khác cùng noi theo. Đã chụp hình chưa ạ? Đã chụp hình chưa? Có biết rồi hả? Dạ rồi. Xin cảm ơn cha đã phát quà cho các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị xin an lành, hạnh phúc. Chúc cũng dành một món quà đặc biệt cho bạn anh chị Đinh Minh Vũ, và là vợ nữa là Phạm Thị Tâm. Tâm thì không phải là huynh trưởng với chúng con, nhưng mà là vợ cũng đã chia sẻ đồng hành với chúng con các buổi chầu đọc kinh rồi chăm lo âm thanh này kia. Xin mời anh Vũ. Anh Vũ đâu rồi? Anh Vũ đi chợ đồ rồi hả? Có chị Tâm ở đây không? Có. Xin mời chị Tâm bước lên phía trước. Đây. Trong công tác giao những cái buổi giáo lý trưởng tầng cũng rất là xuất sắc, siêng năng, cũng góp với lại trong văn phòng giáo xứ.
Và xin mời kính mời cha phát phần là quà đặc biệt cho hai anh chị. Chào một tay thật lớn à. Kính thưa cha, kính thưa các anh chị, năm nay chúng ta có được mùa quà. Dạ, con vừa được nhận một cái danh sách và có một người gửi phần các phần quà cho các anh chị. Em xin mời các anh chị có tên chúng ta lên nhận phần quà này. Phần quà này là một người gửi tặng cho các anh chị mà thường xuyên đứng làm công tác trực cổng nhà thờ trong các ngày chủ nhật vừa qua. Đầu tiên xin mời anh Nguyễn Tri Phương, chị Nguyễn Thị Oanh, anh Nguyễn Thông Ngai, anh Trần Văn Luyến, anh Trần Cao Vân, anh Trần Hiếu Phúc, anh Mai Hiếu Toàn, anh Đinh Minh Vũ, anh Nguyễn Đình Liêm, anh Huỳnh Đăng Khoa, anh Nguyễn Văn Linh. Đó là những người mà thường xuyên chúng ta đứng ở các cổng nhà thờ ngày chủ nhật để giữ trật tự cho các em đi dâng lễ được xuất sắc. Và không biết có một người nào đó gửi cái phần quà và các anh chị đã dành cái phần quà cho những người này. Dạ. Và xin mời các anh chị chúng ta ra đứng ở giữa này để nhận phần quà này. Và chúng con cũng xin mời cha Linh Hướng sẽ trao phần quà này cho các anh chị. Và con mời cha Linh Hướng đứng ở giữa chụp hình với các anh chị. Xin mời các anh chúng ta đứng sát sát vào cái anh Chiến chụp cho tấm hình. Chúng ta một tràng vỗ tay để chúc mừng các anh chị đã rất là nhiệt trong công việc của chúng ta trong các ngày chủ nhật. Rồi, chúng con xin cảm ơn cha Linh Hướng, xin cảm ơn các anh và xin mong rằng sẽ có nhiều người các trưởng ta tiếp tục công việc để lo cho đoàn thiếu nhi chúng ta trong ngày chủ nhật. Có lẽ hôm nay vui tôi mời cha. Rất là vui khi sinh hoạt với tất cả các anh chị em gia đình Nazareth của huynh trưởng ngay. Thấy những gương mặt tương lai các anh em thiếu nhi thì nó là thấy rồi, nó là từ từ nó lên. Mà thấy đây là tương lai chuẩn bị là lên tới những cái chức vụ khác ở trong ban thường vụ cũng như là các trưởng họ rồi các giáo khu rồi các đoàn thể đó, thấy được cái sự lớn mạnh đó và dần dần chúng ta tiến tới cái sự công tác nó rộng lớn hơn trong vai trò là những người là rương cột của giáo xứ đó trong cái vai trò là ban thường vụ cũng như các giáo họ thì thấy được cái điều đó. Vì thế mà các anh chị cũng tham gia cũng trong cái sự hy sinh đó mà rất là tốt đẹp trong cái sự cố gắng này. Rồi cái thứ hai là vừa rồi là các anh chị cũng là cố gắng sinh hoạt rồi cũng kết thúc cái năm đồng hành với các gia đình trẻ, với gia đình khó khăn rồi đã cái kết thúc thì đạt được những cái phần thưởng này. Và xin được thông báo là những anh chị em nào, chắc có lẽ là cái thông báo này nó không có rộng trên tinh thần là nó được rộng rãi cho toàn xứ đó, nhưng mà xem ra là nó phổ biến đó, nó không có được đi đến với hết tất cả mọi người. Thì hôm nay thì trong cái nhóm nhỏ này thì xin được thông báo là những anh chị nào nằm trong cái hôn phối mà 20 năm, 25 năm, 30, 35 năm, cái như là số chẵn như vậy đó, thì cứ vào trực tiếp với văn phòng để đăng ký có cái ngày lễ kỷ niệm hôn phối cho các đôi vào chiều ngày 28 tháng 12. Giáo xứ có tổ chức cái
cái ngày lễ kỷ niệm hôn phối cho những anh chị em như vậy. Thì không biết là trong đoàn của chúng ta, Nazet của chúng ta đây, có đôi nào tên tới 30 năm, 40 năm chưa? Có rồi hả? Chắc luôn không? Nếu mà cứ ai mà cứ chắc là cứ vô đó là vô phòng mà đăng ký nha. Đăng ký cái tên của mình, tên mình rồi tên vợ của mình luôn, rồi năm hôn phối, rồi năm 2000, hay năm bao nhiêu đó. Dạ. Hai mươi, từ 20 trở lên, từ 20 trở lên, 10 thì nhiều lắm là từ 20 trở lên, 20 năm nè, rồi tới 25 năm, rồi 30 năm, rồi 35 năm, rồi 40, 45 năm, 50, 55, tới 60, nó tới sẵn, nó tránh từng 5 năm, 5 năm 1 nha. Đó thì chị em nào nằm trong cái năm kỷ niệm hôn phối chẳng như vậy thì xin anh chị vào trong văn phòng và đăng ký trực tiếp ha. Với lúc này là cũng không có quan trưởng khu nữa rồi, mà trực tiếp vào văn phòng luôn để chúng tôi ghi nhận cái hôn phối để làm cái có những cái món quà như là kỷ niệm trong cái ngày hôm đó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến tất cả các anh chị minh trưởng. Dạ, một lần nữa chúng con cảm ơn cha Linh Hướng đã đồng hành với chúng con trong ngày hôm nay, và những lời chia sẻ của cha rất là quý báu đối với chúng con. Và chúng xin đại diện cho hội xin cảm ơn những người rất là nhiệt tình ủng hộ những phần quà cho hội chúng ta. Và xin cảm ơn các anh chị trưởng đã tích cực trong các hoạt động của hội, và mong rằng hội chúng ta mỗi ngày một phát triển hơn, và chúng ta sẽ gặp nhau vào hoành tráng vào cái ngày lễ quan thầy hội chúng ta ngày 29 tháng 12 và ngày 30 tháng 12 chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi liên hoan. Xin cảm ơn cha và cảm ơn các anh chị. Và giờ đây chúng ta mỗi người có cây kem và chúng ta ăn kem với nhau nhé. Xin cảm ơn anh chị. Yêu tình mời người ta mất kèm.